Điện tử Giáng sinh kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu tới các bạn một thiết bị, một sản phẩm có khả năng đốt cháy các vật thể xa như diêm, giấy gỗ, thuốc lá hay là nến. Đó chính là đèn laser công suất cao XVK808. Và trên đây là cái hộp nhôm đựng toàn bộ sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ mở hộp sản phẩm này ra. Bên trong hộp đựng gồm có, thứ nhất đó là một chiếc kính bảo vệ mắt hạn chế các tác hại ảnh hưởng từ đèn laser mà khi sử dụng hay là chiếu sáng. Tiếp theo nữa là các cái đầu mà chuyển đổi chế độ chiếu sáng của đèn. Đây là pin sạc đi kèm theo đèn, dung lượng là 1300 mAh. Đây là sạc đôi của hai pin đi kèm theo đèn. Và đây là cây đèn XVK808. Chất liệu làm nên cây đèn là hợp kim nhôm nguyên khối, được mạ lớp chống oxy hóa, sơn phủ màu đỏ này. Phần công tắc của đèn thì được đặt ở đuôi đèn, chuyển đổi chế độ nút bật cao su. Ở đây là cái phần dây đeo của đèn. Ở trên đầu đèn thì có các cái vòng ren tản nhiệt, giảm cái nhiệt lượng mà khi đèn này chiếu sáng. Các cái vân, các cái gờ tăng độ ma sát khi cầm đèn. Ở đầu đèn có các bước ren nhỏ dùng để bắt và lắp cái đầu chuyển đổi chế độ trình chiếu của đèn vào. Đèn này là loại laser class 3A. Bước sóng nó đạt là 650 nanomet và công suất thì có thể lên tới 4000 mW. Khoảng cách chiếu xa của nó đạt từ 500 tới 10000 m, tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết cũng như cái địa hình mà nó dùng để chiếu. Và bây giờ tôi sẽ cho pin vào để trải nghiệm. Một cái lưu ý từ nhà sản xuất cũng như khuyến cáo là tuyệt đối khi sử dụng, mọi người không được chiếu trực tiếp vào mắt này, không chiếu vào người, và đặc biệt là không sử dụng ở trong các khu vực mà có nhiều chất cháy nổ như là cây xăng hay các công trường, để giảm thiểu cái độ nguy hiểm từ cái đèn này. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái tính năng đốt cháy mà cây đèn này có thể sử dụng. Các bạn chú ý nhé, cái khả năng đốt cháy của nó phụ thuộc vào cái khoảng cách và thời gian mình chiếu sáng. Ánh sáng màu xanh của đèn khi mà bật lên. Ngay lập tức có thể đốt cháy. Khoảng cách gần hơn để là nó bị đốt cháy nhanh hơn. Đây là khả năng đốt cháy của cây đèn. Ngoài cái bộ sản phẩm hộp nhôm thì bên mình còn có thêm cái bộ sản phẩm hộp giấy laser XVK808. Và trên đây là cái buổi giới thiệu về cái cây đèn laser công suất cao có khả năng đốt cháy XVK808. Các bạn có thể truy cập vào website hoặc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để được các nhân viên tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật thêm các sản phẩm mới bên công ty mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.